Vâng, em chào toàn thể các bác yêu lan nhá. Hôm nay em này có những giỏ lan có tại vườn nhé, mình gửi tới các bác yêu lan. Các bác đặt hàng thì liên hệ với số điện thoại là 0378 379 942. Số em được kết nối Zalo rồi ạ. Giỏ đầu tiên giới thiệu bác là giỏ trầm rồng đỏ mã số 15, 220.000 đồng, đôi 45 thân này các bác này. Cái thân dài nó khoảng tầm 40 cm các bác nhá. 5 thân mã số 15, 220.000 đồng. Em còn một giỏ trầm trắng này gửi tới các bác này, mã số 14, 150.000 đồng, đồi có đồi 4 thân trầm hoa trắng các bác nhá, nó cũng cho hoa vào dịp xuân các bác. Mã số 14, 150.000 đồng, trầm trắng các bác nhá. Tiếp theo hôm nay các bác một số giỏ 5 cây trắng hồng hồng, mã số 22, 130.000 đồng, 5 cây trắng hồng hồng. Một giỏ 5 cây trắng hồng hồng nữa, mã số 23, 150.000 đồng, số 23, 150. Tiếp theo đây các bác một số giỏ đuôi trồn các nhá, mã số 6, 250.000 đồng, 3 này, 6, 7 cây, cây to ở giữa này, những cây bé này, hàng đã thuần đấy các bác nhá, mã số 6, 250.000 đồng đuôi trồn. Một giỏ trồn tiếp theo mã số 4, giỏ này 300.000 đồng các bác, 3, 6, 9 cây, 3, 6, 9 cây, mã số 4, 300.000 đồng đuôi trồn. Mã số 5, 300.000 đồng, vẫn là đuôi trồn các bác nhé, 3, 6, 9, 10 cây, ở đây có 10 cây các bác nhé, mã số 5, 300.000 đồng đuôi trồn. Rồi tiếp tục hôm nay các bác một giỏ kiều vuông duy nhất này, mã số 10, 250.000 đồng, một giỏ kiều vuông này các bác nhé, đang có vài lụ như này các bác. Mã số 10, 250.000 đồng kiều vuông các bác nhé. Tiếp theo đây các bác một số giỏ kiều vàng này, mã số 29, giỏ này 400.000 đồng các bác. Giỏ này thì rất nhiều thân các bác nhé, các bác nào muốn giỏ to thì mua giỏ này về là đặt vào cái chậu gỗ ấy, nó rất nhanh thành giỏ to đấy. Mã số 29, 400.000 đồng, kiều vàng các bác nhé, hàng đã thuần rồi. Một giỏ kiều vàng tiếp theo, mã số 28, 450.000 đồng, kiều vàng 450.000 đồng, mã số 28 ạ. Tiếp tục em lên các bác một số giỏ hoàng thảo u lồi các bác nhé, hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh các bác. Ra hoa vào dịp xuân và đặc biệt hoa nó rất là chi là bền các bạn. Mã số 13, 180.000 đồng, u lồi. U lồi tiếp theo mã số 12, 180.000 đồng. Mã số 12, 180.000 đồng. Một giỏ u lồi tiếp theo, mã số 11, 180.000 đồng. Mã số 11, 180.000 đồng. Tiếp theo đây các bác một số giỏ hài đuôi công, mã số 31, 250.000 đồng hài đuôi công các bác. Mã số 31, 250.000 đồng hài đuôi công. Một giỏ hài công tiếp theo, mã số 30, cũng 250.000 đồng, một giỏ thuần lâu như này rồi các nhá. Đây các bác một giỏ kim thoa duy nhất các bác nhá, giỏ kim thoa duy nhất to như này các bác nhá, 300.000 đồng kim thoa, 300.000 đồng. Tiếp theo lên các bác một số giỏ tam bảo sắc này, cái giỏ này là hàng xếp rụt các bác nhá, cây bé này nhưng mà nó là cái dòng xếp rụt, hàng tuyển chọn lá rất là ngắn luôn. Mã số 9, 120.000 đồng tam bảo sắc ạ. Rồi tam bảo sắc tiếp theo mã số 8, 150.000 đồng, 3 cây như này các bác nhá, hàng lá xếp các bác nhá. Mã số 8, 150. Tiếp theo đây các bác một số giỏ quế giống này, quế tháng 8 các bác nhá, mã số 22, 250.000 đồng
3, 6, 9, 10 cây. Ở đây có 10 cây các bác nhá. Mã số 22, 250.000 đồng. Rồi tiếp theo mã số 23, 220.000 đồng. 3 là 6, 7 cây. Ở đây có 7 cây các bác. Mã số 23, 220.000 đồng. Quế sang tháng 8. Một giỏ quế tiếp theo mã số 21, 250.000 đồng. Có 3, 6, 9, 12 cây. Mã số 21, 250.000 đồng. Tiếp theo mã số 16, 220.000 đồng. Ra báo có nhé. Mã số 16, 220.000 đồng. Đồi 45 cây. Tiếp theo đây các bác, một số giỏ tam bảo sắc. Mã số 25, 200.000 đồng. Tam bảo sắc. Mã số 25, 200.000 đồng. Tiếp tục là một trụ tam bảo sắc như này các bác nhá. Mã số 27, 200.000 đồng. Ghép gỗ lũa các bác nhá. Mã số 27, 200.000 đồng. Đây các bác, một trụ tam bảo sắc to như này nhá. Rất là nhiều cây và thuần như này các bác nhá. Mã số 24 của này 600.000 đồng các bác. Tam bảo sắc mã số 24, 600.000 đồng. Tiếp tục em lên các bác một chậu kiếm như này. Đang có 3 vòi hoa như này. 400.000 đồng. Kiếm lá ngắn các bác nhá. 400.000 đồng. Tiếp theo lên các bác một số giỏ phi điệp tím này. Mã số B, mã số 1 phi điệp tím các bác nhá, 150.000 đồng. Ở đây đang có 3 thân có hoa như này và 3 mầm gốc như này. Mã số 7 150.000 đồng. Tiếp theo một giỏ mã số mã số linh tinh. Cái này gọi là mã số 2 phi điệp tím các bác nhá. 150.000 đồng. Mã số 2 phi điệp tím 150. Tiếp tục em lên bác một số giỏ môi tua mã số 2 250.000 đồng môi tua. Hàng thuần lâu như này và rất nhiều mầm gốc này các nhá. Mã số 2 250.000 đồng. Một giỏ môi tua tiếp theo mã số 3 lấy 200.000 đồng ạ. Đang còn rất nhiều lũ cái dòng mùi tua này, hoa rất là bền luôn các bạn. Mã số 3 200.000 đồng. Một giỏ mùi tua tiếp theo mã số 1 180.000 đồng. Đang rất nhiều mầm gốc này các nhá. Mã số 1 180.000 đồng. Tiếp theo mời bác đến một giỏ hoàng thảo tam bảo sắc như này các bác nhá. Một giỏ hoàng thảo tam bảo sắc mã số gọi là các bác cứ chốt theo là 450.000 rồi đó. Một giỏ rất là nhiều hoa này các bác này. Cái dòng này thì hoa rất là sai hoa các bác. Đầy lụ chi chít này các bác. Đang chi chít lụ đấy nhá. Bác trông thế nhưng mà nó đang là chi chít lụ đây. Khi mà nó nở hoa thì nó sai như này các bác. Rất là sai hoa cái dòng này. Hoàng thảo tam bảo sắc 450.000 đồng ạ. Tiếp theo mời bác đến một giỏ phi điệp vàng này. Phi điệp vàng mùa này đang lụ đấy các bác, đang lụ này. Bác cái giỏ này các bác về chơi hoa luôn. Những cái thân xuống lá này nó đang xuống lá ở trong hoa quá nhá. Phi điệp vàng mã số 18 250.000 đồng. Phi điệp vàng. Đây nó đang những cái thân này, thân cho hoa đây. Những cái thân cho hoa như này các bác. Nó đang xuống hết lá, đang bắt đầu cho sưng lụ và có lụ đây. 250.000 đồng. Tiếp tục mời bác đến một giỏ phi điệp vàng như này đấy nhá. Mã số 19 của này 300.000 đồng ạ. Phi điệp vàng. Mã số 19 300.000 đồng.
đang có đôi 4, 6, 8 thân các bác nhá. 8 thân. Thân dài nhất nó khoảng 1 mét này. 300.000 đồng. Và tiếp theo mời bác đến một dề hạc vĩ như này. Hạc vĩ thiên cung các bác nhá. 550.000 đồng. Giỏ này dài 80 cm các bác nhá. 80 cm. 550.000 đồng một giỏ hạc vĩ thiên cung duy nhất ạ. Vâng, vừa rồi là những giỏ lan có tại vườn nhà em, rất mong được sự ủng hộ cô chú anh chị. Các bác đặt hàng liên hệ số điện thoại 0383799942. Em Hưng xin chào các bác ạ.